câu cả câu mực nó có câu khác, có câu mà chú ý là đất. Nếu đây là làm ở Trường Sa, Trường Sa với Hoàng Sa, nhưng mà mấy cái tháng này là nó ở ngoài đó nó cá nó chưa có, chứ còn lúc tôi làm là ở trên ngoài dưới Hải Nam. Hải Nam ở ngoài đấy nó có mấy cái bãi cạn nhiều cá đúng không? Hải Nam là cạnh Trung Quốc thì họ không phải anh chặt giới luôn á, giáp giới luôn à? Làm đây đây gia trạm Trung Quốc nhiều lắm. Đây này. Thế mình có va chạm gì không? Có chưa? Có va chạm. Dạ, chạm thì nó... Nhưng mà mấy lần như là gặp ma. Mấy lần hỗ trợ cho bà con ra đây đánh cá thì... Chúng có chưa? Đi ra đấy có được hỗ trợ gì mà? Có chưa? Có hả? Đó. Gặp ma liệu quá. Hỗ trợ là dầu à chú? Hỗ trợ tiền dầu. Vâng, Một chiếc biển là một đêm. Đêm triệu mà nó được cái dựng một đêm được 4 tháng. À, nếu mi một đêm thì được 1 triệu. Một đêm ví dụ như là một đêm là chính phủ người ta hỗ trợ cho mình là 4 chiếc. 4 chiếc là 4 kèm. 4 kèm giờ mà mình làm. Mà lúc tôi làm không cần nghề ái gì đâu. Cũng kèm với anh em này. Mà nó xuống kiểm tra nha, người ta kiểm tra dầu á. Người ta chỉ nhiên liệu mà mình hết nhiên liệu luôn, người ta bơm người ta cho luôn. Thế là cái bơm qua hồng á là hải quân Việt Nam ấy hả? Hải quân cho bà con cung cấp cho mình á. Làm chứ không là cho bà con bám biển dài ngày trên biển. Rồi nhất là khi mà có mấy cái chứ còn không phải là cứu ái đâu. Không mình là đi bao nhiêu người? 12 rồi. Hai người mà qua hầu là cũng 14-15 người. Đi đấy không được 200 lít, 300 mấy. Cái nói vậy chứ được cái chuyện trên biển mà mấy anh mấy bác có không tính thiệt thì mình không tính thiệt lợi gì cả. Dạ, chứ còn có gì đâu. Có thế thôi. Nói gì chứ tôi làm ở trường khi tèo này là làm ở Trường Sa chứ Hoàng Sa. Chứ không có làm ở đây. Vâng. Mà nếu mà nghiệp mấy chiếc mà ở Trường Sa theo Trường Sa là ông tới lại đi mà đưa bao nhiêu dù theo. Kiểm tra như vậy chứ. Đúng mà. Còn đây anh nói nếu làm ở Trường Sa là nếu hết nhiên liệu là có hải quân cung cấp nhiều này mà vô gần ở cái đá của Ninh á mà nó sắc gạc ma cùng với bánh gạc ma niềm đau các thứ bây giờ là đuổi bây giờ nó tới nó đường qua sau nó đuổi luôn nó đuổi nó kìa nó đuổi còn mấy niềm trước cách đây có niềm xéo niềm trước bánh bánh nhờ lúc làm ở đó quỷ. Một năm nếu mà mình đi ra khu vực Trường Sa sẽ được hỗ trợ 4 chuyến đúng không? Là tôi nghe rõ là nem mình biết là cái gì đó là năm. Một năm là hỗ trợ được 4 lần. 4 chuyến để đi một năm là ra Trường Sa là hỗ trợ được 4 chuyến. Đấy. Đúng đầu. Ra mới nhớ. Nhưng mà theo ý kiến của em ấy là phải hỗ trợ cả năm. Cả năm thì cái gì thì cũng phải cả nhà nước nhân dân, nhưng mà thực ra các anh ấy ra Trường Sa là cũng quý rồi. Không phải ai cũng dám ra đấy. Mà thực ra thì nếu mà đi biển thì không có sợ đi phước đâu nhỉ? Vì không, mình không sợ bữa nay mình không sợ gì cả đúng không? Vì thuyền nước chủ của mình đó. Vì của nó, tèo của nó cũng làm, của ốc cũng như đây cái này. Nó cũng làm, chúng mới làm. Nhưng mà tàu Trung Quốc, chúng tôi thấy là tàu Trung Quốc to hơn tàu mình. Đúng rồi. Màu trắng ấy. To. Tôi đi trên biển này là nhìn thấy mấy lần là to rồi. Đấy. Mà nói chung ra là cái dân làm biển của nó là cái dân làm biển với làm biển là nó hiểu nhau. Còn chỉ có cái quân sự thì mình trò với quân sự là mình hiểu. Nhưng ở đấy nó có cái lực lượng nó gọi là kiểm ngư đấy, đông lắm. Như vậy nhưng kiểm ngư đấy có hiểu không? Làm cái này có hiểu không? Có hiểu này. Rượu có. Mấy bác có chở dầu có nhiều người cho đúng không? Có gì đâu. Câu cá đêm mà. Đúng rồi. Có cái gì đâu. Có cái nào câu đêm không? Câu cá không có một cả. Câu năm mà. Nhưng mà có nhỏ lớn chứ không có. Lưới mới được à? Đây. Ghế vậy. Chứ lũ chớ mà nghiệp tèo ở Trường Sa á. Họ kịp vậy nè. Đó là ông đưa qua là ông đưa thịt hộp á, ông sang thịt hộp, rồi thuốc uống là rồi ông kiểm tra nhiên liệu á, rồi là ông cấp thịt hộp tiêm qua rồi, ngoài đấy cho nó bà con được kiểu nhiều người cho nhiều người ủng hộ mì tôm, thịt cốm, rồi xa là cái có mấy cái bãi đấy giữa cái rạn này nhỉ, những cái rạn giữa rạn biển chỗ sâu chỗ lông đi câu thì được nhiều cá.
Vừa nãy loa có nghe tiếng không? Dạ. Vừa nãy loa có nghe có tiếng không? Có nghe thì mới quay về đây chứ. Trung Quốc nó tới nó kìm mình không nói vậy. Kìm mình. À nó đòi nói nó tiếng Việt Nam luôn. Nói tiếng Việt Nam luôn. À. Có phiên dịch viên trên đấy à? Nó nói tiếng là theo cái đèo của nó là nó có một hai người nói tiếng Việt Nam. À. Nó là nó mời, đầu là nó mời. Mời anh ra khỏi khu vực. Cái sự chứ không phải là thằng đầu nó nói vậy đó. Mà ở ngoài đó là cá kiểu như mình cá nó đứng nhiều á. Có hầu là mình xin là mình làm một đêm. À. Nên đi làm một đêm mà nó đồng ý á. Là nó đồng ý là nó thả nó ra kìa là cho tôi làm một đêm thôi. Nhưng mà đấy nếu mà theo luật pháp quốc tế là phân địa phận của mình lấy hết rồi, lấy Trường Sa này. Nhưng mà nó có gì đâu, lý thuộc về kiểu mạnh. Nếu mình không kiên, mình không kiên trì, mình không bám biển. Ở đó thì cũng như là ở trên thôi. Cái rừng vậy thôi. Ra ở đó cũng như là cái lực rừng vậy thôi. Bây giờ mình nói dở với cha trai thì bây giờ người ta nó giết mình thì nó cũng không ai lành. Ai biết đâu? Ai biết đâu biển không sung. Mấy này này, bôi ma này này là tôi để một đêm một đêm, ngày đêm là mở ở trong này là không mở. Đúng rồi. Ra đó là ra là tàu của mình hoạt động đấy ở trong này cũng biết, ngoài đó nó cũng biết. Chứ nói không lại không lấy. Thực ra là nếu mà có bất cứ một hành động nào thì bắn vào tàu cá Việt Nam thì biết. Chứ không phải không, không những mình biết mà quốc tế đâu biết, nhưng nó thèm nó có nói được hay không. Bởi vì các cái tàu này đều có khoảng hiển thị trên radar của nó hết. Các cậu đi bao nhiêu người nó còn biết này. Ra ngoài đó là mình đi là mình gẹp cái tài lệnh mà nếu mà tèo của Mỹ á, chiếc tèo USS của Mỹ á. À. USS đấy hả? Nó chạy qua chiếc tèo đó là nó đi là vô như một cái hòn đảo. À, to lớn. To lớn. Hiện đại. Thì thoảng đi qua tuần tra mình đúng không? Đúng rồi, nó cần nó đi miếng này. Đi miếng. À. Nó đi ra tới là một trên 16. Trên 16 á. Hải lý. Một trên 16 á, kinh độ đông á. À. Đi chỗ kinh độ 116. Trên 16 á, còn kinh độ bếch á là như là nó đấy là 14. Tức là ở phía hải phận quốc tế đi nhiều hơn đúng không? Đây, các bạn nhá.